quý vị trở lại với phần tin tức. Sau đây là những tin có liên quan đến Việt Nam. Kính mời quý vị theo dõi bản tin sau đây cùng với Bảo Châu. Thưa quý vị, bản tin cho biết là những thống kê tại Việt Nam không đáng tin cậy. Tin cho hay là trong bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới năm 2013, thì Việt Nam đứng hạng thứ 69 trên tổng số 149 quốc gia. Phúc trình của tổ chức này tiếp tục đặt Việt Nam trong nhóm các quốc gia có năng lực thống kê trung bình của thế giới trong suốt 3 năm qua. Điều này cho thấy là chỉ riêng mỗi việc thống kê thì Việt Nam cũng không mang lại sự tin cậy của thế giới. Theo như RFA, trong khi đó thì chỉ số năng lực thống kê của Việt Nam là 71 điểm, theo phúc trình của Ngân hàng Thế giới. Ở trong nước, ngay cả các viên chức nhà nước Việt Nam cũng phàn nàn về độ tin cậy của các tài liệu thống kê tại Việt Nam. Mới đây, thưa quý vị, bàn bạc trong rất nhiều bản phúc trình của các tổ chức chính phủ lẫn cá nhân tại Việt Nam, không có con số nào giống con số nào trong những vấn đề chung. Chẳng hạn như một số công ty phá sản, tỷ lệ thất nghiệp, tổng sản lượng quốc nội, v.v. Mỗi nơi đưa ra một cách khác nhau. Và hồi đầu năm nay thì Tổng cục Thống kê đưa ra hai chỉ số giá tiêu thụ khác nhau, ngầm nói rằng tại Việt Nam thì luôn luôn có hai con số. Một con số được dùng để báo cáo với cấp trên, còn một con số được đưa ra công khai, thường không đúng thực tế, được sửa chữa theo chỉ thị của cấp trên. Trong khi đó cũng có tin về việc thương nhân từ Trung Quốc lùng mua mầm thảo quả. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang vừa mới lên tiếng báo động về việc người Trung Hoa đang lùng mua ồ ạt mầm cây thảo quả ở các xã giáp biên giới phía Bắc để dụ cư dân vùng biên giới chặt hết cây thảo quả bán. Thương nhân của Trung Quốc ra giá mua lên đến 50.000 đồng tương đương với 2 Mỹ Kim 50 sen mỗi ký. Dư luận nói rằng trước đây người Trung Quốc cũng có lúc thu mua loại thảo quả này nhưng với giá thấp chỉ bằng 1/3. Nhiều người lo rằng việc gom mua ồ ạt loại cây nói trên sẽ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của vùng đất. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Giang đã ra thông báo khuyến cáo là không nên ham lợi chặt mầm cây thảo quả để bán. Tài liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Giang nói rằng thảo quả là cây thân thảo, sống lâu năm, mọc thành bụi, bảo vệ môi trường sinh thái ở khu vực. Còn các cư dân vùng biên giới thì cho rằng vì bán được giá cao thì cắt để bán, chứ người Trung Quốc thì không nói vì sao họ lại thu mua ồ ạt loại mầm thảo quả của Việt Nam. Con trai của trưởng công an xã đánh người cướp của. Thưa quý vị, tin từ Việt Nam, chiều ngày 4 tháng 3 năm 2014, công an huyện Đầm Rơi cho hay đang tạm giữ một người đàn ông tên là Lê Sơn Tùng, 26 tuổi, công dân thị trấn Đầm Rơi vì chủ mưu hai vụ cướp tại địa phương. Ông này là người con trai của một ông thiếu tá trưởng công an xã nọ thuộc huyện Đầm Rơi. Trong vụ thứ nhất xảy ra tại khóm 1 thị trấn, vào hồi giữa tháng 2 vừa qua thì ông Lê Sơn Tùng đã đột nhập vào nhà của bà Trần Hồng Sa, dùng dao uy hiếp để buộc bà này phải nộp vàng và tiền. Bà Sa chống cự liền bị ông này đánh trọng thương trước khi bỏ chạy. Lần thứ hai khuya ngày 2 tháng 3 vừa qua thì ông Lê Sơn Tùng lại đột nhập vào nhà của bà Trịnh Tùng Dân ở cùng khóm 1. Không may thì ông này bị người nhà của bà Dân trông thấy chi hô cầu cứu. Ông Tùng bỏ chạy ra phía sau vuông tôm nhà bà Dân để núp và cuối cùng thì cũng bị truy bắt được. Thưa quý vị, công an của huyện Đầm Rơi cho hay, xét nhà của ông Tùng tịch thu hai con dao, hai găng tay, một khẩu trang và một điện thoại di động sử dụng để cướp. Công nhân tại Hậu Giang đã bị ngất xỉu hàng loạt vì đói, thưa quý vị, vào hôm 1 tháng 3. Một loạt 44 công nhân của công ty Lạc Tỷ số 2 thuộc khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã ngất xỉu đồng loạt. Họ đã được đưa đến bệnh viện cứu cấp. Các công nhân này cho biết đã bị đau bụng, đau vùng thượng vị, buồn nôn và ngất xỉu. Cuộc điều tra ban đầu nói rằng các công nhân này đã ngất xỉu vì ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, kết quả một cuộc kiểm nghiệm phẩm chất thực phẩm tiến hành sau đó của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh Hậu Giang nói rằng nguyên nhân đã khiến cho 44 công nhân công ty Lạc Tỷ số 2 ngất xỉu là đã bị đè quá đói rồi mới được ăn cơm. Phúc trình của Chi cục Bảo vệ An toàn vệ sinh thực phẩm Hậu Giang cho rằng các công nhân ăn cơm trễ cho nên bị đói dẫn đến hạ mức đường và calcium trong máu cho nên họ đã ngất xỉu. Báo Chí Thức dẫn lời ông Võ Hoàn Hận, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh Hậu Giang nói rằng trong khi cơ thể đang yếu vì đói, các công nhân nói trên lại cố ăn với số lượng nhiều khiến cho dạ dày của họ bị giãn. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho họ bị đau bụng và đau ở vùng thượng vị. Và thưa quý vị, sau đây là phóng sự từ Việt Nam. Dư luận trong nước và quốc tế đều chỉ trích án tù 2 năm của blogger Trương Duy Nhất.
Ông Trương Duy Nhất là blogger tự do vừa bị tòa án tỉnh Đà Nẵng tuyên án 2 năm tù dựa trên 11 bài viết của ông phân tích tình hình chính trị tại Việt Nam. Dựa theo điều luật 258 của chế độ Cộng sản Việt Nam, dư luận trong và ngoài nước đều có những lời chỉ trích về phiên xử kín kéo dài chỉ 3 tiếng đồng hồ mang tính hình thức vào sáng 4 tháng 3 này. Ông Trương Duy Nhất trở thành là tội nhân đầu tiên của điều luật 258, tức là luật Internet mới của Hà Nội ban hành dựa theo mẫu của Trung Cộng. Theo đó, những bài viết, ngôn ngữ chỉ trích nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ bị khép vào tội tuyên truyền chống xã hội chủ nghĩa và Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Trương Duy Nhất bị bắt từ ngày 26 tháng 5 năm 2013, mà theo lời đồn đoán của nhiều người là cây viết được hậu thuẫn bởi phe của Chủ tịch Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm chống lại Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đó cũng có thể là lý do mà số người đến ủng hộ phiên tòa của ông Nhất không nhiều như là các trường hợp blogger tự do khác. Tuy vậy, theo ghi nhận thì có đại diện của nhiều tổ chức blogger tự do, Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Truyền thông Chúa Cứu Thế, Dân Làm Báo, v.v. đã đến chờ trước cửa tòa để lấy thông tin. Cũng như mọi lần thì công an và an ninh chìm đã xuất hiện ngăn trở khắp nơi, thậm chí người nhà của ông Trương Duy Nhất chỉ có người vợ và một người con gái và luật sư được có mặt trong phòng xử có sức chứa 100 chỗ. Tin thêm cho biết là dù số người đến theo dõi phiên tòa chỉ khoảng 50 người, nhưng công an Đà Nẵng vẫn sợ lọt hình ảnh ra ngoài, đã cho bí mật chờ ông Trương Duy Nhất bằng cổng sau tránh tiếp xúc với những người đến ủng hộ cho ông. Dư luận khắp nơi dường như biết trước một bản án sẽ xuất hiện nhằm răn đe phong trào tự do ngôn luận đang lên cao, nên cũng không mấy ngạc nhiên. Tuy nhiên thì nhiều lời chỉ trích từ giới bloggers, kể cả các tổ chức như là Nhà báo Không biên giới cũng xuất hiện và cho rằng Việt Nam đang ngày càng thậm tệ về quyền con người. Tháng 7 năm 2013, nhà báo Trương Duy Nhất cũng được tổ chức RSF, tức là Tổ chức Phóng viên Không biên giới, kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản phóng thích bởi vì ông đã bày tỏ quyền tự do ngôn luận của mình theo chính kiến và hiến pháp của nhà nước Cộng sản Việt Nam quy định. Một ghi nhận khác cho biết là lần xử án này thì công an và an ninh chìm đã được lệnh không trấn áp người đến theo dõi, phần lớn chỉ nghe ngóng, chụp ảnh, quan sát từ xa, vì vậy đã không xảy ra vụ xung đột nào. Và sau đây là một phóng sự từ quận Cam, Nam California, thưa quý vị. Có hơn 1.000 giáo dân tham dự thánh lễ dỗ cha Francisco Javier Trương Bửu Diệp lần thứ 68 đã được tổ chức vào trưa ngày thứ Bảy, ngày 1 tháng 3 năm 2014 tại nhà thờ Thánh Linh, thành phố Palm Valley, Nam California. Kính mời quý khán thính giả theo dõi phóng sự do thông tín viên Phan Đại Nam gửi về sau đây. Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, vào trưa thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014, tại nhà thờ Thánh Linh thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam Cali, Hội Trương Bửu Diệp Foundation đã tổ chức lễ dỗ năm thứ 68, ngày Linh Mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp bị giết hại tại Tắc Sậy, Bạc Liêu, vì muốn che chở cho những giáo dân đang trong cơn bách hại. Thánh lễ được sự hiện diện của hàng ngàn đồng hương giáo dân, trong đó có nhiều người thuộc những tôn giáo khác. Trước khi thánh lễ được cử hành là phần dâng hương trước di ảnh cha Trương Bửu Diệp. Hôm nay, nhân ngày lễ lần thứ 68 của cha Francisco Trương Bửu Diệp, chúng ta cùng hiệp dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân với nén hương trầm thành khẩn để cầu xin Chúa thương ban cho tiến trình thực hiện như lòng mong ước của con thánh này, để danh Chúa được cảm tạ và làm niềm tự hào cho giáo hội và tổ quốc Việt Nam. Đây cũng là niềm sau phần dâng hương và đọc văn tế nói về cha Trương Bửu Diệp, thánh lễ được bắt đầu với phần ngỏ lời của Đức Công Phạm Quốc Tuấn, chánh xứ nhà thờ Thánh Linh chủ tế, cùng với Linh Mục Đinh Ngọc Quế và Linh Mục Nguyễn Đức Trọng đồng tế. Bà Bạch Trương thân mến, chúng tôi cha Quế, tình hương của hội cũng như là cha Trọng chia sẻ lời Chúa ngày hôm nay trong bài giảng cùng với tất cả mọi người chúng ta là những người công giáo cũng như không công giáo. Một năm một lần cứ vào dịp lễ dỗ của cha Trương Bửu Diệp, chúng ta quây quần nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban cho từng mỗi người chúng ta. Và chúng ta qua lời truyền cầu của cha Thánh Trương Bửu Diệp, chúng ta xin Chúa tiếp tục đổ muôn vàn ơn trong chúng ta, để rồi tất cả mọi người chúng ta sẽ được tìm được ơn lành trong tình yêu thương của Thiên Chúa qua lời truyền cầu của cha Trương Bửu Diệp. Và chúng ta tới đây dâng lên lễ tạ ơn này. Và sau phần đọc lời Chúa là phần thuyết giảng của Linh Mục Nguyễn Đức Trọng. Ngài nói về sự hy sinh của cha Trương Bửu Diệp. Cái động lực nào đã khiến cho Ngài
thể can đảm hy sinh chết thay cho 70 vị chức sắc giáo dân trong hội học tăng sĩ. Thưa, chính là tình yêu. Vì quá yêu thương giáo dân, cho nên Ngài đã thốt ra những lời từ đáy con tim: tôi sống giữa đàn chiên, và nếu tôi chết, tôi cũng chết giữa đàn chiên. Phải chăng tình yêu đó bắt nguồn từ tình yêu của Thầy Chí Thánh đã dạy các tông đồ cách đây hơn 2000 năm? Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng mình vì bạn hữu như bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe. Để rồi hồn thiêng theo Chúa Cha biểu diệu, xin Ngài nguyện giúp phước ơn lành. Kính thưa quý khán giả, Thánh lễ dỗ cha Francisco Xavier Trương Biểu Diệp lần thứ 68 được tổ chức tại nhà thờ Thánh Linh. Sau phần giảng thuyết và nghi lễ phụng vụ và lời cảm ơn của ban tổ chức, mọi người đã lên nhận lộc của cha Trương Biểu Diệp, mà theo như lời của linh mục Đinh Ngọc Quế, đó là hoa quả và cũng là những thành quả mới trong mỗi cuộc đời, là hạnh phúc và bình an cho mọi người. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp. Xin cảm ơn thông tin viên Phan Đại Nam. Và thưa quý vị, đến đây thì cho phép chúng tôi được tạm ngưng, sẽ quay trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài.